Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Chị, bữa nào chị rủ qua Mộng Thường chơi vợ chồng son đi. Trời thôi em ơi, em trẻ trung em chơi được. Chị với ông Thường già rồi chơi gì. Với lại hả, ông Thường mà lên sóng không nói bậy bạ, mất công MC người ta đuổi về đó. Trời ơi, có gì đâu, ông MC đụng cũng tào lao lắm. Vậy hả? Ông dễ cười lắm chị. Vậy hả? Ừ, lên nói gì ông cười trơn á. Vui lắm ông này nè, ông đầu hối này nè. Ủa? Ê, cho em á hả? Ừ, cho em nè. Trời, trời ơi, đừng có lấy đường ngọt ở nhà, không muốn ngọt đâu đó. Biết rồi. Ôi trời đất ơi chị ơi. Gì vậy? Trời đất ơi, coi nè. Đánh vợ đó nè. Rồi coi đàn ông nè. Ghê không? Đó, tao nói bây giờ đàn ông gì đâu không à. Trời, chị nói thiệt nha, tại mấy bà vợ này hiền á. Chứ gặp cỡ mấy thằng chồng này á mà vô tay chị nha. Trời ơi, chị đâm này nè. Chị chanh chứ không phải chồng. Quên giận quá, tức quá. Phụ nữ chị đâu có được. Ê trời ơi, ghê quá à. Sao bây giờ đàn ông ngoại tình nhan nhãn vậy chị? Có khi nào mấy thằng chồng mình cũng ngoại tình không? Ê, cũng dám đó mà. Rồi sao bà nói lớn quá vậy? Thì bức xúc quá, nghe nói vụ ngoại tình bức xúc quá. Trời ơi, thiệt không hả? Chứ ở đây đi, em về em làm việc chồng em rồi nè. Ê, khoan, ngồi xuống. Em ở nhà lúc nào cũng nóng tính hết trơn. Trời ơi, chị nói rồi, cái gì phải bình tĩnh. Phải có bằng chứng, phải bắt tại trận mới được. Vậy bằng chứng, làm sao có bằng chứng? Bằng chứng hả? Chị có cách. Rồi, xong, đổi xe mới rồi đó. Chị, nói đi cũng phải nghĩ lại. Em nghĩ chồng em không có ngoại tình đâu. Biết sao không? Sao? Em nghe người ta nói vậy nè. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Em đã lựa thằng chồng xấu nhất rồi. Không ngoại tình nổi đâu. Mà công nhận chồng em xấu thiệt đó nghe. Nhiều khi chị nhìn vô cái mặt nó, chị ráng lắm để chị tìm ra cái điểm nào đó nó lé sáng, nó đẹp mà không thấy luôn, tìm hoài không ra. Chồng bà đẹp quá ha. Thì nói chung là hai đứa mình đều lấy chồng xấu hết. Nhưng mà nó an toàn. Sao an toàn? Tại vì mẹ chị nói chồng đẹp là chồng của người ta. Đúng rồi. Đó. Rồi. Ê, gì hả? Nhưng mà không được, không được. Xấu gì thì xấu, nhưng mà không có mèo nào chê mỡ hết. Em thử dân cục mỡ coi. Xấu cỡ nào cũng cháp liền. Đúng vậy, không? Vậy giờ sao? Bây giờ thử chị nói cách nào, chị chỉ em coi. Thì bây giờ mình đổi sim rồi. Hai đứa mình nhắn tin cho hai người chồng. Ha. Bây giờ người nào mà trả lời là coi như người đó ngoại tình. Vậy hả? Mà giờ nhắn gì giờ? Thì em muốn nhắn gì đó em nhắn. Nha, vậy nha. Rồi giờ chị soạn tin nhắn đó. Anh ơi, rảnh không? Đi khách sạn chơi. Trời ơi. Hả? Cái gì mà nhắn sổ sàng vậy bà? Chứ giờ chị sao em? Chị kêu nhắn gì nhắn? Trời ơi, nhắn cũng phải đưa đẩy, cũng phải lả lơi chút gì đâu mình. Vừa vô khách sạn làm gì chồng? Rồi thôi, chị nhắn em, nhắn theo chị. Trời ơi, nhắn theo chị nè. Này, anh ơi, em là em mờ. Em mờ là gì? Từ từ đi, coi tiếp cái vế sau nè. Em là em gái nuôi của anh. Anh rảnh không? Ồ, vậy
Vậy. Thế để em nhắn giống chị luôn nha. Đó, đúng thì. Rồi, gửi chưa. Rồi, bây giờ đếm 1, 2, 3 là hai mình bấm gửi nha. Bấm luôn hả? Ừ. Rồi, 1, 2, 3. Sao chưa trả lời nữa ta? Vì là không có ngoại tình. Của chị Ngoại tình rồi. Ngoại tình rồi. Không. Nó hỏi chị bán sim không? Vô duyên. Tự nhiên bán sim không? Thiên Tài không đi đâu chơi hết. Sao mày không đi đâu chơi Thiên Tài? Trời đất ơi, ông nội ơi, nó bước vô tôi tưởng đầu hũ hèm ta mở ra không à. Cái gì mà hôi rượu quá vậy hả mày? Trời đâu. Ồ, bác Tư hả? Xỉn hả? Ừ, có đâu xỉn đâu. Xỉn đi vô ngủ đi ông ơi. Con à, chưa vô được. Sao hả? Đang giải quyết một số công chuyện cần làm. Chuyện cần làm mày vô phòng mày giải quyết rồi đừng chỗ này phòng khách nhà tao mày làm gì vậy? Không được, vô trong phòng giải quyết không được, phải ngồi ở đây mới giải quyết được. Ơi, cái vụ gì? Bác Tư biết sao không? Ê. Tự nhiên có ai nhắn tin cho con tên là chữ M nè. Nó là em gái nuôi của con gì á. Mà con đâu quen ai tên là chữ M đâu. Trời ơi, người ta nhắn tin cho mày thì mày nhắn tin lại mày hỏi có gì đâu mà suy nghĩ chi cho nó nhức não vậy trời. Trời, suy nghĩ sao suy nghĩ bác Tư? Bây giờ nhắn lại cho người ta biết nhắn gì vậy? Trời đất ơi, thì mày nhắn lại mày hỏi em là M nào trong mấy cái M này. Thí dụ như Mi Mai Mận Mít Mở Màng Mèo Mũm Mỉm Má. Đơn giản vậy thôi chứ bác Tư. Đó. Để con nhắn trả lời cho người ta cái phép lịch sự. Ôi khổ tâm quá thì mấy cái thằng này. Của em. Từ từ coi ai nhắn à. Ủa sao ông Hoàng nhắn? Coi cái tin đó. Em là M nào trong các M? Minh Mai Mơ Mận Mũm Mỉm Má. Ôi trời ơi. Minh Hoàng. À, bác Tư. Gì vậy? Làm gì vậy? Nó bác Tư nghe này nè. Trời, tính qua ngồi gần tôi hả? Dạ. Thôi, làm ơn đi. Mày hôi như cú vậy á. Sao bác Tư tránh né con quá vậy? Con nói bác Tư nghe, cái chuyện này là con nhớ ra rồi. Con nhớ là chắc chắn 100% luôn. Là con không hề quen biết ai tên chữ M hết. Mà không quen hả? Dạ, có khi nào là người ta nhắn lầm cho mình đâu bác Tư. Nhắn lầm cũng phải nhắn lại để hỏi cho rõ ràng. Mình là đàn ông mà, phải không? Tất cả mọi chuyện phải rõ ràng, đàng hoàng. Vậy là bây giờ mình phải nhắn lại cho người ta biết là người ta nhắn lầm hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nhắn sao bác Tư? Nhắn á, là anh quen hết 24 chữ cái mà không có quen ai là cái chữ đầu là chữ M đó à. Hiểu không? À, con hiểu rồi. Ai con biết con nhắn. Sao bực bội ghê trời. Rồi tính ngồi đây luôn hả? Thôi mày nhắn lẹ lẹ rồi mày đi về giùm tao đi. Rồi, xong luôn. Con nhắn cho người ta rồi. Đi về phòng đi ông ơi. Con nhận bác Tư hay quá bác Tư ơi. Cho con ôm hung bác Tư một cái. Đáo qua đáo lại hoài vậy. Sao bác Tư tránh né con hoài vậy? Đi về phòng đi. Trời, bác Tư xua đuổi con quá. Ơi thiệt á. À, ai gọi con à? Để con nghe điện thoại các bác Tư. Trời ơi. Alo. Anh nghe là giới yêu. Rồi, sao? À, qua quán cà phê của chị Tiên Sa liền hả? Rồi, biết rồi, qua liền. Rồi. Trời ơi, em lục cái gì vậy? Đâu rồi? Em lấy cái này. Em cho chồng em. Không được đâu, đó là đồ bán của chị. Cái này được không? Cái này. Cái cây này em đập một cái là chồng em nó xỉu liền. Trời ơi, cái cây này là gây ra án mạng đó bà ơi, không có được đâu. Em gọi rồi, qua liền bây giờ. Về đây biết tay em. Anh nhớ vợ nhiều, thật lòng anh rất nhớ vợ nhiều. Nhớ những buổi chiều ai kề quai trong tay bước đi. Ngồi xuống. Trời ơi, chu đáo, không ai chu đáo như vợ tôi. Biết chồng qua đây quan hô, bắn pháo hoa rồi, bon bon rồi. Ây da, trời ơi, dài quá vậy. Vui quá hả? Ây da, cái gì vậy em? Chưa biết vụ gì luôn hả? Biết gì đâu.
Sao? Ai hiểu rồi, anh biết rồi, anh muốn anh không uống sai nữa, anh không có sai xỉn nữa, uống ít lại. Trời đất ơi, tôi tức quá mà. Sao? Anh quen hết bạn chữ cái, em là chữ M, em M nào? Quen không? Ủa sao không biết ngay vậy? Đọc cho tôi, đọc lớn lên. Em là ai trong mờ này? Mi, mai, mít, mận, mờ, má. Ai nhắn? Anh quan cho anh lắm, quan cho lắm, cho giải thích đi. Cái này là chú Tư kêu anh nhắn. Đừng có giải thích. Nè, im nghe tôi nói. Tại sao tôi với bà Tiên Sa hai người nhắn tin cho ông Nhân Mộng Thường, ông Mộng Thường không trả lời tin nhắn mà ông lại là người trả lời tin nhắn? Là sao? Mộng Thường không trả lời tin nhắn là do Mộng Thường không thích phụ nữ. Nói gì vậy các ông kìa? Nói chồng tôi không thích phụ nữ là ý gì hả? Ai biết tôi không thích phụ nữ, không thích gì cũng thích chứ. Trời ơi, chả chèo ra. Tại vì ông Mộng Thường không có mê gái, ông đàng hoàng, ông không mê ba cái vụ đó như mấy người hen. Bày đặt nhắn tin cho gái và chối mi mơ mèo mận gì hả? Má đồ đó, bẩm mỉm. Còn gì để nói được không hả? Có gì đâu nói. Tại sao nhắn tin này hả? Tại vì anh lịch sự thôi chứ đâu có. Chú Tư kêu nhắn mà. Đổi thường chú Tư hả? Đổi thường chú Tư hả? Đứng lên đi về biết tay tôi đi. Ai da, trời ơi, đáng đời cho vừa. Tội mê gái kỳ này về á, nhắn thêm 4 chữ nữa mới đủ nghe không? Mềm mình méo mỏ. Giờ này nàng còn thức hay ngủ ta? Ây cha, 12 giờ rồi. Tại cái điện thoại chết tiệt này nè, cái lúc mình cần thì nó hết pin, lúc sạc được thì bả kế bên sao nhắn tin. A hi hi, em gái nuôi khỏe không? Ca ca. Em gái nuôi rất khỏe, ca ca. Ủa sao giờ này em không ngủ đi? Không ngủ mới ra đây bắt quả tang tại trận. Quả tang gì? Ông nhắn cho con nào tên em M đúng không? Có đâu, em hiểu lầm rồi, không có nhắn ai trơn trọi á. Hiểu lầm cái gì? Uổng công từ sáng tới giờ tôi nói với thùy Linh á là ông đàng hoàng lắm, ông không có mê gái. Bắt tại trận ha. Ha, em gái nuôi hả? Mộng Thường, đứng lại! Bởi vì mơ tôi là nhất trên đời. Ông Dũng ơi, Hồng Dũng, Hồng Dũng ơi, Hồng Dũng nè. Ê, giọng nghe quen dữ vậy. Trời ơi, lâu quá, lâu quá. Trời lâu quá, trời ơi các bạn. Ngồi chơi. Trời ơi, khỏe không? Khỏe lắm luôn. Còn ông khỏe không? Khỏe sao không khỏe? Khỏe như trâu vậy. Còn khỏe là tôi mừng lắm luôn, tôi nói thiệt. À, tôi dặn biết bao nhiêu lần rồi. Sao? Đi ngoài nắng là phải che chắn cho đàng hoàng, để mà cứ hớ hên vậy da dẻ sạm, thấy không? Ủa sạm luôn rồi hả? Sạm luôn rồi đó. Ủa cha, rộng kỹ lưỡng đó. Bữa giới thiệu cho cái thẩm mỹ viện xong tới. Ai biết đâu, không có thời gian biết không? Đâu có như ông đâu, ở nhà hoài sướng quá trời, da dẻ cực kìa. Đó, trắng hồng dễ sợ. Ủa xài gì được vậy vậy? Thì xài sạm bóng cục đó. Hay hà, xài bóng cục nó hư da làm sao? Thơm hiểu không? Khùng quá à, thơm gì biết rồi. Trời ơi, ông ơi nhớ quá à. Nhớ. Ê, nói nghe nè, tôi mà không quen biết ông á, không biết ông có vợ, tôi nghĩ ông bê đê rồi đó. Bậy, chị nói vậy là chị bậy, sao mà bê đê được? Cái này là anh em thân thiết với nhau. Trời, thân thiết gì? Hai người đàn ông gặp nhau mà toàn nói chuyện về chăm sóc da với thẩm mỹ viện không mà trời. Lo lắng cho nhau có đúng không bạn? Chia sẻ bí quyết cho nhau. Ê, nói nghe nè, hay là hai người bớt thân giùm tôi được không? Không được, làm sao bớt thân được? Chị nghĩ sao vậy?
Mới tuần trước gặp nhau mà tuần này gặp mâm tay bắt mặt mừng như là 8 năm mới gặp lại vậy đó. Chị là chị không có biết cái tình bạn với nhau á, nó phải keo sơn gắn chặt với nhau. Là phải gần hằng ngày gặp nhau đúng không? Đúng. Hằng ngày gặp nhau mà sao ngày đó chịu giống như là chịu nó bức rứt lắm rồi. Nhiều khi mấy tiếng mà không gặp là hả, nó giống như nó khó chịu lắm. Nó tan vỡ tôi cho nên là phải gặp hằng ngày có đúng không? Đúng. Vậy hôm nay tôi mới đến đây, tôi đến đây gặp bạn. Sẵn hôm nay đâu phải dễ gì mà qua được đây. Chứ sao nữa? Qua đây đi, chút ở lại nhà tôi ăn cơm. Hả? Không có gì đâu, ăn cơm không nghe. Ở lại đây ngủ một đêm được không? Trời ơi, tại sao bà lại nói cái điều mà tôi đang mong chờ vậy hả? Trời đất ơi, sẵn tiện lâu ngày mới gặp nhau. Ở lại đây ăn cơm. Khoan trình, mình phải lịch sự, mình phải tôn trọng vợ. Vợ, ông ấy tối nay cho bạn của anh ở lại đây một đêm. Im lặng là đồng ý rồi đó. Đồng ý đó. Đúng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Ê, chị tối nay chơi lớn luôn nha. Chơi lớn, xả láng. Xả hết luôn nha. Xả hết luôn. Vợ tôi cho phép mà. Ê, vậy quá được rồi. Đi ngoài đường thôi đúng không? Thôi đúng không? Nóng. Lên tắm chứ. Đi xem với lại mình được không? Ok. Được. Khoan nói nghe. Cái gì? Thà nước cho tắm luôn. Anh nước tắm luôn. Ok. Được. Ê, dễ thương quá à. Trời ơi, sao hôm nay chồng tôi lì dữ vậy? Ơ, đánh gì kia vậy? Ê, ôi trời, má không được, má ơi. Ăn ba gái rưng mặn chân này nè. Má xước mình đầu gối vô dư. Dở vậy, trời còn gục mặt buồn bã. Thôi đi má ơi, rất kì. Ờ, đúng rồi, giờ chiên cho ăn quỷ kia kìa. Chiên nhau, chiên, nè, dở, lại dở nữa. Ôi. Nghỉ đá đi, về chân châu đi bà nội. Ồn ào quá, hả, làm cái gì vậy? Nó coi tivi leo lên kia kìa. Bác ơi, bác đến né quần bên thì con coi không, được không bác. Không, nhà tao này tao cũng đứng ở đầu tao đứng, nghe không? Thì sao được? Đi lên trên kia. Không, đứng nằm ở đây tao coi. Ê, được chứ. Giờ người ta coi phim. Tao ơi, coi biết chừng nào lên mạng coi. Còn đây là cái mùa đá banh với mùa trái cây vậy, lâu lâu có người làm. Hiểu không? Đi đi đi. Mày đi không? Tao chặt tay. Tao đi tao chặt tay. Ê, trời ơi, tao hùng dũng ơi. Hùng dũng ơi, hùng dũng ơi. Nhanh tao. Tôi mua cho cháu tôi mà cháu tôi không ăn được cúng dông. Trời ơi, tự nhiên dông sống dông như thế này về nhà tôi. Tự nhiên tao ăn cái nó tao cúng dông. Nè, con với con gái cũng kỳ cục quá. Có cái bánh nú rồi mà con làm gì ích kỷ với chú như vậy. Con yên tâm, con yên tâm. Mày một chú lên, chú cho con một chục bánh ú. Bánh ú mà nhân thịt, con này nó không có thịt. Tao dở ẹt là con coi này, năng dở ác bác ơi. Không ăn được bao nhiêu. Bây giờ này, bà cháu nếu thôi đi chứ chạy. Cái gì vậy? Cái gì sao không níu cho tôi coi? Trời ơi, Hùng Dũng ơi! Hùng Dũng ơi! Con đi miết mẹ con nè! Bây giờ đi lên! Không phải đi lên! Ôi trời ơi! Hết rồi trời ơi! Tư ơi! Tư đó đây nè! Đinh tai điếc ốc quá! Bộ Tư lãng tai hay sao? Mở lớn quá vậy làm ồn ào nguyên khu phố luôn vậy trời ơi! Trời ơi! Lãng tai hồi nào? Nè! Mở cái tivi làm gì mà mở lớn quá vậy? Em là người sống biết điều! À. Em là người mà có văn hóa! Không phải vô nhà người ta, đừng có làm cái gì làm. Mở tivi ồn ào cho nhiều họ thiên hạ vô người ta mắng. Vậy cho nó, vậy cho ai? Là nó ở đây. Thằng nào? Nó đâu rồi? Nó đằng đây đây. Đó. Ê. Ê. Nó đó. Sao vậy? Sao vô nhà người ta mà mất lịch sự quá vậy? Mở tivi lớn quá vậy? Rồi ăn uống xả rác vậy nè, không có vệ sinh gì hết trơn vậy? Chú là ai? Chú là ai? Chú có quyền nói ở đây. Con là bạn của chủ nhà nha. Nè, đừng khi dễ bạn chủ nhà nha. Bà chủ nhà cho qua đây là bạn nói là ở đây xem như nhà mình đi. Muốn xài gì xài, muốn mở lớn, mở nhỏ. Chú là ai? Bây giờ chú có liên quan trong chuyện này không? Chú không liên quan, chú đi về đi. Chú và cô nắm tay nhau đi về đi. Ca này khó à. Ai à? Dũng ơi, Dũng! Coi bụng quá vô nấu cơm tao ăn coi mày! Tao vô liền! Lẹ đi! Ơi, để tao nấu cho! Trời ơi! Riết không biết tôi vợ ổng hay thằng kia vợ ổng nữa! Anh vừa lòng anh chưa? Anh thích lắm không? Anh hớn hở lắm không? Gia đình em đau khổ! Anh sung sướng lắm đúng không? Anh đứng đây đúng không? Anh chịu đựng để nhìn thấy người yêu của mình đang... đi! Được rồi! Sao? Để đó anh sẽ ra tay! Em biết mà! Xuống đi! Trời ơi, nhà gì nó nóng mới là nóng, nó nóng như sa mạc xa da vậy. Ôi nè con, mắt ôn mắt dịch gì sao hôm nay mày không coi tivi? Trời ơi, cúp điện con, coi tivi được đâu.
không có điện gì hết trơn á. Mà dạ dậy còn đói bụng nữa, mấy bác xuống mới nấu gì cho con ăn đi. Không có chuyện đó đâu, tôi ăn muốn riêu no bụng rồi. Muốn ăn, xuống dưới đó nấu đi. Nhưng mà không có điện làm sao nấu đồ ăn được. Đúng rồi, điện cúp rồi. Ông ấy bắt kêu người sửa điện á. Ông nó bận lắm, 3-4 ngày nữa muốn nó sửa thì nhà nó có đám. Ủa gì không có liên quan gì hết trơn vậy? Đây đây đây, tao đi đây. Ráng ráng lo đi. Tôi nóng mai cũng bỏ đi con mình vậy trời. Nóng quá. Ủa sao đèn sáng trưng vậy? Sao tự nhiên điện có sống chuyện vậy ta? Bà kêu cúp cầu dao không hà? Tôi đã nói là đập nát cái cầu dao đi, rồi đợi nó đi về quê xong rồi mình kêu thợ tới sửa là ngon lành rồi. Thế gì đâu mà tốn tiền không vậy? Nè. Ê. Ủa bác. Trời ơi. Cái gì bác? Gì vậy? Ủa sao, vậy sao, sao sao điện nó cúp mấy ngày mà không có liền vậy? Dạ lúc đầu con tưởng là điện nó bị hư cái con lợn sữa, ai ngờ ai sụp cái cầu dao đó bật lên sáng lại bình thường hả? Nói mà đập nát chứ còn sụp xuống kéo lên thôi, sụp xuống kéo lên đập nát mới được. Có ai nhà không? Nó nhận hàng giùm đi. Gì vậy, nó nhận hàng gì vậy? Ai biết? Ủa nhà bà mà sao nó nhận hàng là sao? Ai gửi gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Đồ gì vậy? Dạ đồ ăn á bác. Ai đặt? Con đặt. Bác thanh toán tiền giùm con nghe bác, thanh toán tiền. Ê, mày ăn xong mày biểu tao đi thanh toán tiền là sao? Bao nhiêu vậy? Không có nhiều, 800. Trời ơi, bác trả giùm con đi, con đâu có tiền đâu trả. Con đâu nói với vợ con rồi, là một khi con tự lập, con tự sống như vậy là con không cần một cắt của nó. Không cần của nó, bác trả giùm con đi. Trời đất ơi trời, nó không cần của vợ nó mà nó ho hốt của mình là sao? Thôi ra trả đi, tội nghiệp tao đứng mày mưa kìa. Đi ra trả đi. Ai trả? Nhôm cái gì? Ai trả? Em nói anh đi ra trả 800 ngàn cho người ta đi. Ủa anh đâu ăn uống gì trong đó đâu mà kêu anh là anh trả? Vì anh không trả đúng không? Bây giờ anh để lòng nào để em trả đúng không? Ủa bác nó trả chứ. Vậy thì anh nó không trả thì đừng bao giờ anh tới đây nữa. Anh đâu có gì em đâu. Đi ra trả 800 ngàn cho người ta cho kìa. Trời đất ơi cái gì kỳ vậy trời. Quân nào ăn là tự nhiên quân này trả là sao vậy trời. Trời ơi. Từ chiều tới tối á thì cái ông Tấn Tài ông coi đá banh nghe muốn đinh tai nhức óc, còn từ sáng sớm á thì con gái nó luyện thanh, trời ơi muốn lủng ngay cái lỗ tai luôn vậy đó trời, bực bội quá. Từ cái gì anh đuổi ông Tấn Tài đi với em đi. Trời, có phải là anh không muốn đuổi nó đâu, anh cũng nói gần nói xa nó mấp mé chứ bộ, mà làm như nó không có chịu hiểu, nó cứ ở lì trong nhà. Ông nó như thiểu năng như cái gì không hiểu. Trời ơi trời ơi trời trời ơi trời ơi trời ơi trời trời, ngồi đá banh thiếu ngủ quá trời, mà sao ai hát mà ồn ào mà nó như là cái cây đinh nó xoáy vô trong não vậy. Cái cây đinh đó là con gái của tôi đó. Đúng rồi, Misa. Misa nó hát. Misa nhà tôi á. Ôi sao bình thường nó đâu có hát đâu, sao tự nhiên hôm nay nó hát vậy? Có là tại không biết, mấy hôm trước là nó đau khổ, nó hát không có nổi. Hôm nay nó khỏe rồi, bây giờ nó bắt đầu luyện thanh. Mà mỗi lần nó luyện thanh là banh cái nhà. Cái gì? Trời ơi, nó luyện như hoài luôn đó hả? Ừ đúng rồi. Nó luyện như vậy mấy người chịu nổi hả? Ừ nổi chứ, trời ơi con gái tụi hát hay khủng khiếp vậy mà. Ôi, không phải luyện thanh thường đâu nha. Một ngày 24 tiếng là nó luyện hết 23 tiếng 59 phút rồi. Nhiều khi 2 giờ sáng 2 giờ chồng đang ngủ mà nó nhớ luyện thanh là nó phải dựng 2 giờ chồng dậy kêu nghe nó hát đó. Giống như là nó ăn sâu ở trong máu rồi đó, không một giây phút nào nó ngưng nghỉ. Không sao đâu, không sao đâu, nói nghe nè. Ở trong đây riết vài ngày là quen bắt đầu ghiền. Ghiền nó thấy nhức đầu quá. Kêu nó im đi được không? Misa. Đúng rồi, kêu đi, dặn dò nó liền đi. Misa nghe mẹ nói nè. Chú Tấn Tài đây á là rất là mê cái giọng hát của con. Bảy. Thiệt hả? Tấn Tài nào mà mê cái giọng hát của nó? Phải nói là ghiền. Ghiền giọng hát của con. Con hát cho chú nghe đi. Con kiếm một cái bài nào mà nó bùng cháy lên cho mẹ. Thôi động lên. Lấy bài đơn kia. Thầy hát đi, hát. Thầy ơi thầy hát. Thầy bác sao hôm nay tôi thấy những bó mình trời nhớ là lo. Đừng nói sao sao mà anh mới như một tiền ngoài hơi. Ồ quá ông à. Hay quá, hay quá. Chị tôi, hay quá. Thôi, thôi, thôi đi, thôi đi. Cái vậy đang ngay đó. Thôi đi, không có hay. Mà nó càng nhức não hơn nữa. Một cái giọng hát như vậy mà mấy người có thể nghe được hả? Làm sao được? Tôi không nghe được. Tôi sẽ không ở đây đâu. Nếu mà tôi ở đây tôi nghe cái giọng hát này, tôi sẽ điên mất.
Chính vì vậy tôi không ở đây. Tôi đi không được hát nữa. Đi không được hát nữa. Nghe chưa? Không ở đây nữa. Không ở đây. Không 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 ở đây. Không ở đây. Không ở đây. Sẽ không ở chơi. Tôi đi. Tôi đi. Bản thân ở gia đình quen nên. Thôi Misa, Misa ơi, lần đầu tiên mẹ thấy giọng hát của con có ích cho cuộc đời sống của gia đình mình. Con là số 1, giỏi quá. Con thần tượng mẹ. Má ơi, Misa nó giỏi lắm á. Không cần các người nói. Dạ. Bây giờ thật sự phục tài năng. Một cái tài năng xuất chúng, cả thế giới đều sẽ ngưỡng mộ chưa? Phục quá trời phục luôn. Cháu tôi đó. Đi hết rồi con, hết rồi. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao mọi người nói giọng hát của mình hữu ích lắm mà sao bỏ đi hết trơn à? Và tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế, nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, ta ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn mở cười mơ vui. Sợ vợ có gì là sai đâu, bởi vì vợ tôi là nhất trên đời.